Chào các bạn, trong bài trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đối tượng Beer Object trong Bootstrap. Đầu tiên các bạn hãy khởi động chương trình Dreamweaver lên, sau đó các bạn hãy vào lại website của các bạn. Trong website các bạn hãy tìm lại trang Beer Object gạch 1, các bạn mở trang này lên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy trang này, chúng ta select thành trang Beer Object 2. Bây giờ chúng ta sẽ tạo tiêu đề cho trang web. Bây giờ chúng ta lưu lại. Trong bài hình trước chúng ta dùng đối tượng Mirror để chúng ta thể hiện hình ảnh. Đây là ví dụ của bài hình trước mà chúng ta đã thiết kế xong. Trong ví dụ này chúng ta có sử dụng một div với class là Mirror. Trong div class Mirror này chúng ta có sử dụng một div class là Mirror Left. Trong div này chúng ta có chèn vào một hình ảnh với class chúng ta sử dụng là Mirror Object. Trong phần nội dung chúng ta có sử dụng div với class là Mirror Body để chúng ta bố trí phần tiêu đề và nội dung. Bây giờ trong phần này chúng ta bỏ bớt hai dòng đi. Bây giờ chúng ta xem ví dụ này lại. Chúng ta chạy thử ví dụ này. Thì đây là kết quả của bài thành hôm trước. Chúng ta sử dụng đối tượng Mirror Object để chúng ta chèn vào một hình ảnh. Hình ảnh này có tiêu đề và phần mô tả cho hình ảnh này. Trong bài hình hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng Mirror Object, nhưng chúng ta sẽ tạo Mirror Object dạng list. Và đối với dạng này chúng ta sẽ tạo dạng phân cấp. Và dạng này là chúng ta thường thấy trong các comment, trong các log. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một dòng nữa. Bây giờ trong dòng này chúng ta sẽ sử dụng thẻ UL với class là Mirror List. Trong thẻ UL này chúng ta sẽ sử dụng thẻ LI. Trong thẻ LI này chúng ta sẽ sử dụng class Mirror. Ở đây chúng ta so sánh code phía trên này. Phía trên này là chúng ta sử dụng thẻ div với class là Mirror. Còn ở đây là chúng ta lồng bên ngoài một thẻ UL với class là Mirror List. Và bên trong UL chúng ta có thẻ LI. Và trong thẻ LI này chúng ta sử dụng class Mirror. Ở đây là chúng ta chỉ đổi thẻ thôi. Chúng ta sử dụng UL và LI. Còn trên đây là chúng ta sử dụng thẻ div. Bây giờ trong thẻ LI này chúng ta cũng sẽ chèn vào hình ảnh và nội dung của hình ảnh. Để chèn hình ảnh vào thì chúng ta cũng sẽ sử dụng thẻ div với class là Mirror Left. Và trong đây chúng ta cũng chèn hình ảnh. Do đó đoạn này chúng ta có thể copy xuống cho nhanh. Và về phần nội dung chúng ta cũng sẽ lấy đoạn này, chúng ta làm nội dung. Bây giờ đoạn này chúng ta copy lại, chúng ta bỏ vào đây. Vậy bạn thấy là trong thẻ LI này, chỗ phần chèn hình ảnh ra và chèn nội dung chúng ta vẫn sử dụng như cũ trong bài hình trước. Ở đây chúng ta có thể apply sụt formatting để chúng ta định dạng lại đoạn code HTML này. Vậy là trong thẻ UL với class Mirror List chúng ta có thể là Y với class là Mirror. Trong đây chúng ta chèn vào một hình ảnh và hình này cũng được định class là Mirror Object. Còn phần nội dung thì chúng ta sẽ cũng đưa vào bên trong div với class là Mirror Body. Bây giờ các bạn lưu lại. Các bạn chạy thử ví dụ của chúng ta. Bây giờ chỗ này để cho dễ nhìn, chúng ta sẽ tạo một thẻ HR để chúng ta tách ra. Cái phần có phía trên là của bài hình trước. Ví dụ chúng ta muốn tạo dạng phân cấp trong hình này. Chúng ta có một cái hình nhỏ bên trong nữa, dạng thụt vào một cấp, giống như là trong các comment,
bên trong các block. Ví dụ bây giờ chúng ta cũng sẽ copy deep last mirror này. Chúng ta copy đoạn này. Chúng ta bỏ sau đoạn thẻ B này. Ví dụ chỗ này chúng ta muốn tạo ra một dạng phân cấp bên trong. Chỗ này chúng ta dạng làm là nested. Bây giờ các bạn dán đoạn này vào bên trong phần begin và end này. Vậy là trong phần nested này, có nghĩa là sau cái phần nội dung, chúng ta sẽ chèn vào một đoạn deep với last mirror. Bây giờ các bạn chạy thử. Bạn thấy là chúng ta có một dạng phân cấp. Ví dụ đây là phần trả lời của user thứ nhất và đây là phần trả lời của user thứ hai. Bạn thấy là nó sẽ có một dạng phân cấp. Ví dụ chúng ta sẽ copy đoạn này xuống nữa. Ví dụ chúng ta có hai trả lời tất cả. Và hai trả lời này là chúng ta sẽ sử dụng đối tượng mirror chúng ta tạo. Phần này là cấp 1. Còn phần dưới đây là cấp 2. Ví dụ chúng ta muốn trong cấp số 2 này có người khác trả lời cho bài viết này nữa là chúng ta sẽ tạo xuống một cấp nữa, đó là cấp số 3. Ví dụ đây là cấp số 1. Trên đây là cấp số 1. Rồi ở dưới đây là đối tượng mirror thuộc cấp số 2. Trong đối tượng mirror này, ví dụ chúng ta muốn có một cấp nữa, vậy là phía sau phần đoạn này chúng ta sẽ thực hiện việc nested nữa. Chỗ này chúng ta tiếp tục begin nested. Nested này là nested cấp số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cũng lấy đoạn mirror này, chúng ta dán vào. Chúng ta lấy đối tượng mirror chỗ này. Chúng ta bỏ vào đây. Bây giờ các bạn lưu lại, các bạn chạy thử. Vậy bạn thấy là chúng ta có được cái cấp số 3. Vậy là ví dụ bài này là bài trả lời cho bài này thì bạn thấy là nó sẽ có một dạng phân cấp và mỗi một bài này là một mirror object. Đây là một mirror object đại diện cho một bài, bao gồm là trong đây chúng ta có đối tượng hình và chúng ta có phần nội dung nằm trong phần mirror body. Thì đó là cách mà chúng ta sử dụng đối tượng mirror object để chúng ta tạo dạng mirror list, dạng có phân cấp. Và dạng này là chúng ta sẽ thấy nhiều bên trong dạng comment của các blog. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.